Xin chào các bạn, lời đầu tiên Hoàng xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ Hoàng trong suốt thời gian qua. Và nhân dịp Giáng sinh về cũng như là một năm mới sắp đến, Hoàng xin chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và một năm mới an khang thịnh vượng. Merry Christmas and Happy New Year!